Ngọc, em làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Anh hỏi em đã làm gì với mái tóc của mình? Nguyễn Phú Khánh, tôi với anh chia tay rồi, anh quan tâm làm gì vậy? À, anh là fan đúng không? Nếu là fan thì đợi sản phẩm kế tiếp của tôi đi. Tạm biệt, không gặp lại. Vy, về nhà chị, còn nhiều lịch để bàn lắm. Sao này anh tới sớm vậy? Ngồi đi. Anh có việc cần nói với em. Dạ. Anh thấy các tiết mục cũng ổn rồi, mà sắp tới anh phải đi làm nữa, cho nên khi nào chạy chương trình anh tới nha. À, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chắc là tại vì anh thấy buồn nên không muốn lên câu lạc bộ nhiều đúng không? Anh nghĩ em và thằng Vũ nói đúng á. Cái gì của mình là của mình thôi. Anh cần tập trung cho việc học và việc làm nhiều hơn. Thôi, lịch mới của câu lạc bộ á, em ghi trên bảng rồi đó. Anh coi ngày nào rảnh á thì lên, còn không cần lên hết đâu. Cảm ơn em. Lúc nào em cũng hiểu chuyện nhất. Tại vì em thấy người mình thích cũng đang hạnh phúc rồi. Bây giờ em sẽ đi thích người khác. Ủa, mà hình như giải lao xong mới tới dì thi đúng không em? Ừ, đúng rồi đó đại ca. Ủa, hôm nay Hoàng có thi không em? Anh Hoàng học lớp nâng cao nên là tháng sau mới thi rồi. Mà dạo này em không nói chuyện với Hoàng hả? Có phải tại anh không? Là tại em. Tại vì em không có rõ ràng cho nên mới làm anh Hoàng buồn vậy đó. Nhưng mà bây giờ em không muốn làm ai buồn nữa hết. Em sẽ rõ ràng giống như là em của lúc trước. Dạ, em xin được phép hát bài em của ngày hôm qua. À, em tên là Phạm Bảo Nhi, lớp thanh nhạc căn bản. À, tuần sau anh tính đi Đà Lạt á, em có muốn đi không?
Đi Đà Lạt hả? Trước khi dì về, dì có kể cho anh một số chuyện. Nên anh muốn lên Đà Lạt để tìm mẹ của anh. Mẹ anh? Gì? Đông. Dạ, gì? Cái này là của ba cho con á. Dạ thôi dì, con không dám nhận đâu. Con tự mua điện thoại xài được rồi mà dì. Với lại ba với dì á, còn nhiều thứ phải lo lắm. Dạ con biết là từ sau khi con bị tai nạn á, ba với dì phải cực nhiều rồi. Nhưng mà dì, dì cho ông bé Nhi á nên ở lại Việt Nam đi, tới hết năm nay thôi. Rồi tiền học của nó cứ để con lo nha dì. Cho nên á là nếu như... Dạ con nói gì sai hả dì? Không, con không nói gì sai hết. Nhưng mà con khác trước nhiều quá. Thôi, cứ quyết định vậy đi. Dì giao con Nhi lại cho con. Ráng thuyết phục nó về Mỹ giùm dì nha. Dạ. Bây giờ thì nó nghe con nhất rồi. Đúng là chả bù như lúc trước. Khoan đã gì? Sao con? Bộ lúc trước con sống tệ lắm hả gì? Ai nói với con như vậy? Con có muốn nghe sự thật không? Dạ con. Nhưng mà dì nói trước là sự thật này sẽ không êm tai đâu. Dạ. Thật ra thì người sống tệ ở đây chính là mẹ con đó. Bao nhiêu năm qua con hầm hầm với ba con, với dì, với cả con Nhi nữa. Chỉ vì con nghĩ là dì đã cướp ba con, phá hoại hạnh phúc gia đình của con. Nhưng mà con đâu biết mẹ con mới chính là người thứ ba, chứ không phải gì. Thật ra thì chuyện này trước khi con mất trí nhớ con cũng không biết đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ thì dì nói luôn. Dì với ba con yêu nhau từ lúc còn đi học, chung với cả mẹ con. Lúc mà dì đi Mỹ, mẹ con đã làm đủ trò, giấu hết tất cả thư của dì, quyến rũ ba con, cưới ổng, rồi sinh ra con. Tới lúc mà dì về thì mọi chuyện vỡ lở. Ba con lúc đó biết mình bị lừa rồi, nó mới chia tay mẹ con và quay lại với dì. Đó là toàn bộ sự thật ở đâu mà. Suốt thời gian qua dì im lặng và đóng vai một bộ gì kẻ ác độc. Chỉ vì ba con không cho dì nói. Ba con không muốn con biết sự thật về người mẹ tồi tệ đó của con. Ba con không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của con. Dì đã nhắn địa chỉ của mẹ con vô số điện thoại của con rồi. Nếu mà con có muốn kiểm chứng hay gì thì con có thể đến trực tiếp đó để hỏi. Dì mong là lần này mẹ sẽ không nói dối con nữa. Mẹ Đông, nếu như sau này con có nhớ lại thì cũng đừng quên hôm nay. Sao đâu mà Hà nè, chuyện này anh chỉ nói cho một mình em biết thôi đó. Em đừng có nói cho Nhi nghe nha. Em hiểu mà. Dạ em xin cảm ơn anh hai. Em hát hay không? À, anh mới nói với Hà chuyện tuần sau mình đi Đà Lạt đó. Vậy hả? Ê Hà,
vậy mày đi không? Tuần sau mày được nghỉ lễ mà đúng không? Ừ, để tao về xin phép mẹ tao nha. Ừ. Với lại á, tao tính gửi thêm anh Hoàng với cả anh Vũ nữa. Dù sao thì nhóm MBB á, lâu rồi chưa có đi chơi với nhau. Sẵn tiện lần này tụi anh làm hề luôn. Ừ, cũng được. Vậy em rủ Hoàng với Vũ đi. Dạ, vậy kèo này để em lo ha. À, thầy ơi, em còn trống 3 buổi nữa. Vậy 3 buổi đó em trợ giảng cho thầy nhé. Kiếm tiền nhiều quá để đâu cho hết. Dạ, thì tại vì sắp tới em tính chuyển ra ở riêng để tiện cho công việc. Chắc là cũng khó khăn một chút thầy ạ. Thầy nghĩ nếu mà không quá khó khăn á thì em nên dành thêm thời gian để học, rồi sau đó tìm kiếm cơ hội đi du học. Thầy ơi, em đâu đủ trình độ để đi du học đâu thầy. Thầy nghĩ là em đủ khả năng, chỉ cần em cố gắng thêm một tí xíu nữa. Trong thời gian tới thì trường mình có liên kết với một công ty giải trí bên Hàn Quốc. Thì nếu như cái thỏa thuận này đạt được thì thầy nghĩ đây sẽ là một cơ hội lớn cho em. Dạ. Vậy là mình nhận chức bên anh Khoa đúng không chị? Mà chị chưa tới anh Khánh thiệt hả? Nên chị mới cắt tóc đúng không? Em, tối đi uống bia với chị không? Không đi thì thôi. Ý, bạn trai hả? Có bạn trai mà giấu nha. À không, anh ba của em đó. Từ hồi anh ba uống bia gây tai nạn thì nhà em không cho uống bia nữa. Mà nếu chị muốn á thì xíu em đi với chị, coi như là chia buồn luôn. Mọi người nghe chị với anh Khánh chia tay chắc mừng lắm. Sao chị lại nghĩ vậy? Thì người ta hay nói tốt mã, thường rã đám. Chị với anh Khánh đẹp đôi vậy, biết bao nhiêu người mong tụi chị đổ vỡ để mà hả hê. Chị đã từng hứa là không để chuyện đó xảy ra. Vậy mà bây giờ chị đã nghĩ á, là cho dù chị với anh có khác biệt đến mấy á, miễn sao chị yêu ảnh, anh cũng yêu lại chị là được rồi. Thì anh yêu chị mà. Em đã hứa rồi nha. Từ lúc đi làm nghề á, lúc nào chị cũng ghi âm cuộc gọi của chị với khách hàng để sau này còn nói chuyện. Nhưng chị có nằm mơ cũng không ngờ là có ngày chị lại ghi được thứ mà chị không muốn nghe nhất. Nhưng mà ý chị là anh Khánh làm chuyện này đó hả? Có hay là có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm gì hả em? Ảnh không gọi thì con đó nó gọi. Chắc là ảnh muốn chia tay nhưng mà không dám nói. Rồi làm vậy để chị tự bỏ. Tội nghiệp chị quá à. Đúng rồi. Đó là chị đã tôi không biết cùng xong rồi đâu. Đúng luôn. Duy nhất luôn á. Giờ hình như với ai thầy Quân cũng lịch sự như vậy thì phải. Hình như hôm nay có Thảo xài mùi nút hoa mới. Đâu, em vẫn xài mùi cũ mà. Anh nghe mùi nút hoa mang tên ganh tị. Hôm qua em đâu có xài chai này đâu ta. Anh nói chuyện như vậy á, chắc giáo sinh thực tập nào cũng thích ha. Anh chỉ cần giáo viên chính thức mê thôi. Mấy bé giáo sinh anh đâu có thích. Lớn hơn ai đâu mà bày đặt. Thôi, anh có tiếc rồi. Tối nay gặp em ở nhà nha.
chào cô. À, sao hôm nay em im re vậy? Bình thường gặp tôi là em chí cha chí trách mà. À, thì em biết nói gì nữa giờ? Thì hồi đó em thích cô, em lúc nào cũng muốn cô cho em một cơ hội, rồi em cứ tò tò theo cô suốt ngày đó. Còn bây giờ thì cô có người yêu rồi, em biết nói gì nữa giờ? Em im là đúng hả? Vũ nè, em còn nhỏ nên cô không thể giải thích nhiều với em được, nhưng cô vẫn đánh giá là em có thể học tốt hơn, điểm cao hơn và có thể đậu vào bất cứ trường nào mà em muốn. Điều quan trọng nhất bây giờ á là em phải tập trung học cho tốt, tốt nghiệp giỏi, đậu đại học rồi ra trường có công việc ổn định. Lúc đó em muốn chinh phục ai mà không được, đúng không nè? Sáng lên nha. Ráng lên nha. Em rảnh quá ha, còn chọc anh nữa. Thì em rảnh mà. Em lo giải quyết một bên tình, một bên nghĩa của em cơ. Chuyện nó cũng có gì đâu còn phải giải quyết nữa. Em đã quyết định rồi. Vậy là em quyết định chọn người đến trước đúng không? Hey, cô giáo Thảo đã lựa chọn sai rồi, thì em phải là người lựa chọn đúng. Anh nghĩ á, anh Hoàng sẽ tìm được một người khác thay thế thôi. Ủa, Cam? Ờ. Hôm nay làm thay say hả? Ờ. Hôm qua anh chơi làm qua sáng. Hôm nay tôi làm bù. Mà sao tới sớm nữa? Quán đâu có ai đâu. Uống gì không? Tôi pha cho. Cacao đi. Pha đắng nha. Ok. Ủa mà sao hôm qua ông nghỉ làm vậy? Tôi có việc. Lại có chuyện gì nữa hả? Hôm qua tôi đi gặp người yêu cũ. Em ý cái tóc ngắn như đàn ông à? Hả? Lúc mà gặp ấy, chỉ muốn lao lên bóp cho chết đi luôn. Nhưng mà ông nỡ, đúng không? Cảm giác như lần đầu bị bồ đá vậy. Đau lắm. Kinh khủng. Rồi hôm qua ông đi đâu đó để khoai khỏa hả? Tôi qua nhà bé kia. Bé bạn thân của người yêu cũ. Thì buồn quá, thế nên đi giải khuây thôi. Sao vậy? Rồi ý của ông nói là ông lại ngủ với bé đó thêm một lần nữa. Kệ, dù sao thì cũng chia tay rồi. Cái bà đó, mệt cả người. Uống nước đi. Cái bài hồi bữa ông hát á, hay á. Tôi mò được hợp âm rồi nè. Thử không? Thôi, tôi thì hát hò thì được nữa. Có gì đâu, quán cũng chán người mà. Thử đi, dù gì cũng đang buồn. Đi. Tìm thấy tôi mệt nhoài, đi lang thang theo những lớp người đang trôi ngang.
tôi tìm chút thành thần giữa những khuôn mặt người, tìm thấy nhau chỉ khi những vết thương vẫn chưa lành, lại vội chạy trốn mãi không thôi, chạm lấy nhau đi vài đứng yên một chút vậy thôi, một chút vậy thôi. Ê, ông sao thế? Tôi thấy chuyện hồi xưa. Tôi thấy mình đang ở trên một cái sân thượng, rồi tôi đang ngồi đàn ở trong một quán cà phê tên là Yên hay Yến gì đó. Ờ, thôi, nghĩ chi nhiều cho mệt, uống nước đi. Em nghĩ sao mà rủ anh đi chung vậy? Ngọc, mình chia tay cũng được, nhưng mà em đừng buông thả bản thân như thế được không? Mà tôi tin là Hà của tôi không phải vậy đâu. Nghe cô hát quen vang giữa đất trời hay giữa chốn không người, mình anh đứng trông về phía cũ mong rằng ai đó cũng chờ anh. Em đang ở nơi đây nhớ một ai khác, nhớ một người em cũ quên, nhưng không phải về phía nơi anh chờ một giấc mơ ta dễ lối. Từ hát đang vui tắt khi chưa tan, từ anh sâu trong khúc nhạc em hát, từ em vẫn nơi đó như lời hứa ngày nào. Bộ lúc trước con sống tệ lắm hả gì? Ai nói với con như vậy?